Sau vài tuần sử dụng sản phẩm viên uống nữ vương New với liều lượng 9 viên một ngày và dung dịch vệ sinh phụ nữ nữ vương gel thì hiện tại khí hư của tôi đã dần dần ra ít hơn và không còn mùi khó chịu nữa. Và cái việc sinh hoạt vợ chồng ấy thì nó cũng tiến hành thuận lợi và thoải mái hơn rất là nhiều. Sau khoảng nửa năm sử dụng sản phẩm viên uống nữ vương New và dung dịch vệ sinh phụ nữ nữ vương gel thì hiện tại căn bệnh viêm lộ tuyến của tôi đã khỏi hoàn toàn. Và khi mà tôi đi kiểm tra lại ý, thì cái vùng lộ tuyến và tử cung của mình thì đã nhẵn nhụi mịn màng hoàn toàn và nó không còn những cái nốt sần đỏ nữa. Và thật sự thì bây giờ tôi cảm thấy là vô cùng thoải mái, vô cùng tự tin, sung sướng khi mà mình đã thoát khỏi cái căn bệnh mà đối với chị em phụ nữ thì nó là một cơn ác mộng. Tôi sẽ tiếp tục sử dụng sản phẩm viên uống nữ vương New mỗi năm 2 đợt, mỗi đợt 3 tháng và mỗi ngày 4 viên, và kết hợp với việc là sử dụng dung dịch vệ sinh phụ nữ nữ vương gel để căn bệnh không còn bị tái phát nữa. Nữ vương New đẩy lùi các bệnh viêm nhiễm phụ khoa, đặc biệt khi bị kéo dài, mãn tính hay tái phát, đã được chứng minh tác dụng.